quả đắng cho EU, NATO. Quý khán thính giả thân mến, mở đầu bài bình luận ngày hôm nay, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Quang Sang cùng đội ngũ ban biên tập chương trình kênh Tin 360 News xin kính chúc quý khán thính giả nói chung và các quý cô, quý chị em nói riêng thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui cùng bên bạn bè và người thân của mình. Vâng, và để tiếp tục video tối hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị các thông tin như sau. Với việc Bakhmut đang trên bờ sụp đổ hoàn toàn vào tay người Nga, các quan chức Mỹ và NATO dường như đã phải cố tình quên đi thất bại bằng cách coi trận chiến đầy kịch tính này không quan trọng. Cũng vậy, châu Âu đang phải chứng kiến làn sóng vỡ nợ gia tăng khắp châu lục, trong khi Nga lại đang né tránh thành công các biện pháp trừng phạt để vẫn duy trì được khả năng quốc phòng của mình. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sát theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tin 360 News. Phương Tây chối bỏ tầm quan trọng của Bakhmut. Trận chiến giành Bakhmut, một thành trì lớn và trung tâm hậu cần của Kiev ở Donetsk, đã tiếp diễn trong nhiều tháng qua và được các nhà quan sát mô tả là khốc liệt nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo RT, Yevgeny, cố vấn của quyền người đứng đầu Cộng hòa tự xưng Donetsk hôm 6 tháng 3 cho biết, các lực lượng Nga đã bao vây và khóa chặt khoảng 10.000 quân Ukraine bên trong Bakhmut. Nhưng cùng ngày 6 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lại tuyên bố rằng thành phố Bakhmut chỉ có ý nghĩa tượng trưng hơn là tầm quan trọng về mặt tác chiến. Có điều Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin quên mất rằng nếu Bakhmut không có tầm quan trọng chiến lược với Ukraine, vậy tại sao chính quyền Kiev lại phải tung ra những lực lượng thiện chiến nhất của họ trong một nỗ lực tuyệt vọng để duy trì một số lối thoát cho vạt lửa Bakhmut? Và ngay cả khi Ukraine liên tục tiếp viện quân đến Bakhmut, điều này cũng không thể cứu vãn được tình thế bởi hỏa lực pháo binh không ngớt của người Nga. Và quân đội Nga hiện có toàn quyền kiểm soát lối thoát cuối cùng duy nhất còn lại của lực lượng Ukraine. Những nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có vẻ trái ngược với cả các kênh truyền thông dòng chính phương Tây đã đề cập tới Bakhmut trong những tuần qua. Ví dụ ngày 23 tháng 1, tạp chí uy tín của Anh là tờ Impact Nottingham đã nhận định như sau. Một số người đã chỉ ra rằng vị trí và tầm quan trọng chiến lược của Bakhmut là lý do tại sao cả quân đội Ukraine và Nga đều hướng nhiều sự chú ý đến Bakhmut. Để mất Bakhmut vào tay các lực lượng Nga sẽ tiêu diệt một cách hiệu quả số lượng lớn quân đội Ukraine đồn trú ở đó, lực lượng bảo vệ thành phố khỏi sự chiếm đóng của Nga, và sẽ mở ra cánh cửa để Nga nhanh chóng chiếm được toàn bộ tỉnh Donetsk, khiến Ukraine có ít quân hơn để chống lại quân đội Nga lớn hơn. Điều này sẽ khiến việc chiếm lại hoàn toàn các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Nga ở Ukraine gần như là không thể. Ngày 10 tháng 1, kênh NBC News có đoạn như sau. Các lực lượng Nga dường như sắp chiếm được một thị trấn nhỏ nhưng có tầm quan trọng chiến lược trên tiền tuyến của cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Ngày 26 tháng 12 năm 2022, trang Daily News của Ukraine viết như sau. Bakhmut ở khu vực Donetsk có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga bởi vì có một giao lộ của các con đường. Vị trí độ cao bên ngoài thành phố rất quan trọng đối với họ. Đây là một điểm rất quan trọng cần ghi nhớ. Kênh ABC của Úc thừa nhận, việc chiếm Bakhmut sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra một con đường cho các lực lượng Nga tiến về Kramatorsk và Slovyansk, các thành trì quan trọng của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Kênh TRT World của Ukraine mô tả như sau. Vậy điều gì khiến Bakhmut trở thành một mặt trận quan trọng như vậy trong cuộc chiến Ukraine? Và tại sao Nga lại dùng quá nhiều nguồn lực để chiếm một thành phố nhỏ có giá trị hoạt động hạn chế? Đối với những người không nắm rõ thông tin, Bakhmut nằm trên tuyến đường tiếp tế chiến lược giữa Donetsk và Luhansk, hai khu vực do lực lượng Ly Khai kiểm soát ở vùng Donbass của Ukraine mà Nga tuyên bố đã sáp nhập vài tháng trước. Các chuyên gia nhất trí rằng việc chiếm được Bakhmut có khả năng thay đổi cục diện cuộc xung đột và tạo cơ sở cho Nga khởi động một chiến dịch rộng lớn hơn trên nhiều vùng của Ukraine. Những nhận định trên cho thấy Bakhmut có tầm chiến lược quan trọng như thế nào. Nhưng giờ đây, khi Bakhmut đang tụt dần khỏi tay người Ukraine, thì công chúng lại được thông báo rằng thành phố này không phải là vị trí quan trọng. Theo đài VOA hôm 6 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, nếu quân đội Nga giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine, điều đó sẽ không thể hiện một sự thay đổi quyết định trong cuộc xung đột, bởi nó mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và hoạt động. Hôm 3 tháng 3, tờ The Washington Post nhận định như sau. Carolina Hurt, nhà phân tích Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, cho biết Bakhmut ban đầu không phải là một thành phố đặc biệt quan trọng về mặt chiến lược
hay mang tính biểu tượng, đó là thành phố chỉ nằm cách hơn 30 dặm là tới các thành phố lớn gần nhất là Kramatorsk và Sloviansk. Ngày 14 tháng 2, tờ The Guardian của Anh cho biết, John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói thêm rằng nếu Bakhmut rơi vào tay người Nga thì nó sẽ không có tác động chiến lược đến cuộc chiến tổng thể. Ngoài ra, tạp chí Forbes hôm 2 tháng 3 còn có quan điểm hơi ảo tưởng như sau. Chỉ có hai con đường thoát khỏi Bakhmut cho quân đội Ukraine. Các lực lượng Nga đều nằm trong tầm bắn tên lửa của cả hai. Và điều đó có nghĩa là sau 9 tháng giao tranh ác liệt, trận chiến giành Bakhmut đang bước vào giai đoạn có thể là giai đoạn quyết định của nó. Trong vài giờ hoặc vài ngày tới, có thể trong một trong hai điều trên sẽ xảy ra. Quân Nga tiến sát hai con đường đến nỗi quân Ukraine phải rút lui để tránh bị bao vây, hoặc quân Ukraine phản công và đẩy lùi quân Nga. Trong mọi trường hợp, kết quả cuối cùng sẽ giống nhau. Cho dù họ có chiếm được tàn tích gần như vô hồn của Bakhmut hay không, người Nga đã tiêu tốn rất nhiều sức mạnh chiến đấu của họ. Đó dường như là chính xác những gì người Ukraine muốn. Rõ ràng là họ đã sử dụng Bakhmut và nỗi ám ảnh kỳ lạ của Điện Kremlin với thị trấn để làm chảy máu các lực lượng Nga, và khi làm như vậy tạo điều kiện cho một cuộc tấn công mùa xuân đã được lên kế hoạch từ lâu. Như vậy có thể thấy tờ Forbes đã đi xa hơn tới mức nhận định rằng người Ukraine đã chấp nhận tự gây thương vong lớn cho chính binh sĩ của mình để dụ người Nga vào một cái bẫy của NATO. Rõ ràng là Nga đang tiêu hao lực lượng Ukraine mỗi ngày trong một cỗ máy xây thịt khủng khiếp, đã biến quân đội Ukraine vốn có quân số đông thứ hai ở châu Âu chỉ sau Nga giờ trở nên kiệt quệ. Nhưng cả Tổng thống Zelensky và tướng Zelensky đều giảm nhẹ tác động của chiến trường Bakhmut và tiếp tục ra lệnh cho quân bám trụ tại đó. Những tuyên truyền trái ngược đó đã dẫn tới thực tế khá bi kịch. Hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine đang hy sinh một cách vô ích khi chính quyền Kiev đang trở thành chính phủ ủy nhiệm của NATO và sử dụng quân đội Ukraine như một lực lượng ủy nhiệm để chống lại Nga. Và đằng sau những thương vong khủng khiếp này là hàng trăm ngàn bà mẹ, người cha và anh chị em Ukraine đang đau buồn vì mất đi người thân. Hệ quả tuyên truyền trong xung đột Nga-Ukraine. Có một điều chắc chắn là trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, người Nga đã hoàn toàn thua phương Tây trong cuộc chiến thông tin. Trong khi truyền thông phương Tây hoàn toàn làm chủ mặt trận thông tin, thì các kênh truyền thông Nga không những ít hơn nhiều về số lượng, mà còn bị châu Âu ban hành nhiều lệnh cấm. Không chỉ ban hành lệnh cấm các kênh truyền thông nổi tiếng như RT và Sputnik, châu Âu còn mở rộng lệnh cấm sang các công cụ tìm kiếm và các bài đăng trên mạng xã hội, các nguồn cung cấp dữ liệu video trực tuyến của người Nga. Không chỉ vậy, truyền thông phương Tây còn hay trích dẫn các nguồn tin độc lập như Bellingcat, được cho là một tổ chức nghiên cứu độc lập dựa trên phân tích khách quan về các tài liệu nguồn mở, nhưng dường như luôn đưa ra những kết luận phù hợp chặt chẽ với lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ ở Syria, Ukraine và các điểm nóng quốc tế khác. Trong đó nổi bật là vụ MH17 của hãng hàng không Malaysia và vụ tấn công bằng khí độc ở Syria. Tuy nhiên, nhiều nhà báo quốc tế và các chuyên gia nổi tiếng khác, trong đó có nhà báo huyền thoại Seymour Hersh, Theodore Boston và Karel van Wolferen, thường đưa ra những kết luận hoàn toàn khác. Nhưng quan điểm của họ thường bị giới truyền thông phớt lờ, trong khi Bellingcat được trích dẫn rất nhiều trên các phương tiện truyền thông của phương Tây. Do đó, đã có rất nhiều nghi ngờ rằng Bellingcat hoạt động như một công cụ của các cơ quan tình báo phương Tây. Cũng vậy, trong khi các chuyên gia quân sự nổi tiếng khác của Mỹ đã đưa ra những đánh giá rất khác nhau về diễn biến cuộc chiến tại Ukraine, thì truyền thông phương Tây vẫn phớt lờ thực tế. Trong nhiều thập kỷ, đại tá Douglas MacGregor, được coi là nhà chiến lược quân sự bảo thủ hàng đầu của Mỹ, là tác giả của một số cuốn sách được đánh giá cao và là khách mời trên kênh Fox News nhiều lần. Sau thời gian dài làm việc tại NATO, ông từng giữ vị trí là cố vấn cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Đức. Rõ ràng Douglas MacGregor có mối quan hệ rất tốt trong các giới quân sự Mỹ, NATO và dựa trên các mối quan hệ với Lầu Năm Góc, ông đã có nhiều thông tin, có sự phân tích đa chiều và đã nhiều lần tuyên bố rằng chính lực lượng Ukraine mới là bên đang phải gánh chịu thương vong lớn với khoảng 160.000 binh sĩ tử trận so với tổn thất thấp hơn nhiều của người Nga, sắp xỉ khoảng 20.000 người. Có điều nhận định của ông luôn trái ngược với lập trường của truyền thông dòng chính phương Tây. Tuy nhiên, một nghiên cứu của BBC gần đây đã sử dụng các kênh truyền thông xã hội và các nguồn mở khác đã xác định có 14.709 binh sĩ Nga thiệt mạng trong xung đột. Ngạc nhiên là con số này có vẻ khá trùng hợp
với ước tính tổng số 20.000 binh sĩ của đại tá MacGregor, tức là đưa ra tỷ lệ tổn thất 8-1 giữa Ukraine so với Nga. Trước khi xung đột bắt đầu, giới quan sát quốc tế tin rằng người Nga sẽ áp đảo sự kháng cự của Ukraine trong vài tuần, nhưng điều đó đã không xảy ra và cuộc chiến đã đi vào bế tắc trong cả năm. Nhìn nhận lại việc Nga không giành được một chiến thắng chóng vánh, thực tế không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Lưu ý là Ukraine thực sự có một quân đội chính quy khổng lồ, lớn hơn gấp 3 lần quân đội của Đức và lớn hơn nhiều so với quân đội của bất kỳ quốc gia NATO châu Âu nào. Phần lớn quân đội Ukraine được huấn luyện đầy đủ theo tiêu chuẩn của NATO, bao gồm cả lực lượng dự bị và vệ binh quốc gia. Ukraine cũng đã triển khai hơn nửa triệu lính bộ binh áp đảo lực lượng tấn công của Nga vốn ít ỏi với tỷ lệ 3-1, với nhiều đơn vị tốt nhất của họ cố thủ dày đặc trong các vị trí phòng thủ vững chắc. Trong những hoàn cảnh đầy thách thức như vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi người Nga đã cần một năm chiến đấu ác liệt để giành được chỗ đứng trước quân phòng thủ đông đảo của Ukraine. Cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của quân hậu phương và sự hỗ trợ từ Mỹ và phần còn lại của NATO. Nhưng mặc dù tiến độ hoạt động của Nga trên chiến trường còn chậm và hỗn hợp, nhưng ở cấp độ địa chiến lược, người Nga đã giành được một loạt chiến thắng lớn. Trong đó, nhiều quốc gia đồng minh lớn của Mỹ như Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và hầu hết các quốc gia không thuộc phương Tây khác vẫn thiết lập các mối quan hệ với Nga. Nga cũng dễ dàng vượt qua các biện pháp trừng phạt chưa từng có mà hầu hết mọi người đều cho rằng sẽ làm tê liệt nền kinh tế của nước này. Việc chính quyền Biden liều lĩnh phá hủy đường ống Nord Stream và cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu cuối cùng có thể gây ra sự sụp đổ của NATO. Xếp hạng chấp thuận trong nước của Tổng thống Putin là cao chưa từng có nếu so với tỷ lệ chấp thuận của Tổng thống Biden tại nước Mỹ. Mỉa mai là chính nhờ các quốc gia đồng minh của Mỹ mà Nga gần như tránh thành công hầu hết các lệnh trừng phạt của phương Tây để có thể duy trì được nền kinh tế cũng như đảm bảo các nguồn cung cấp những mặt hàng cần thiết cho ngành công nghiệp quốc phòng. Các biện pháp trừng phạt Nga đang làm hại chính phương Tây. Hôm 4 tháng 3, tờ Bloomberg viết rằng Nga dường như đang làm việc thành công xung quanh các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu và nhóm G7 để đảm bảo chất bán dẫn quan trọng và các công nghệ khác phục vụ cho cuộc chiến của họ ở Ukraine. Tờ Bloomberg đã khám phá một lĩnh vực quan trọng khác mà Tổng thống Putin đã được trao một cứu cánh thông qua các quốc gia bên thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kazakhstan, Serbia và Trung Quốc khi đề cập đến chất bán dẫn rất quan trọng đối với công nghệ quân sự và các ngành công nghiệp khác. Trích dẫn các nguồn tin, Bloomberg cho biết nhập khẩu của Nga nói chung đã trở lại mức trước chiến tranh năm 2020 và phân tích dữ liệu thương mại cho thấy rằng các chip và mạch tích hợp tiên tiến được sản xuất tại EU và các quốc gia đồng minh khác đang được chuyển đến Nga thông qua các nước thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kazakhstan. Biểu đồ này cho thấy lưu lượng hàng hóa trong năm 2022 của Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kazakhstan đã tăng lên khá nhiều kể từ năm 2017. Tờ Bloomberg cũng chua chát nhận xét rằng các nước EU và G7 đã đưa ra nhiều vòng trừng phạt kể từ cuộc xâm lược Ukraine một năm trước trong nỗ lực làm suy giảm cỗ máy chiến tranh của Nga và làm suy yếu nền kinh tế của nước này. Nhưng dữ liệu cho thấy rằng hiệu quả thực sự ở một số lĩnh vực cho đến nay vẫn chưa đạt được như những gì các quan chức có thể đã hy vọng. Như vậy có thể thấy, bất chấp các biện pháp trừng phạt và hạn chế của EU nhằm làm tê liệt nền kinh tế Nga và đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng, thì người Nga vẫn có được các công nghệ quan trọng nhờ chính các đồng minh của Mỹ cung cấp. Biểu đồ này cho thấy nguồn chip nhập khẩu của Nga trước chiến tranh và trước cấm vận tính từ năm 2017 đến tháng 7 năm 2021. Tờ Bloomberg thừa nhận rằng bản thân các quốc gia bên ngoài EU không trừng phạt Nga, nhưng hầu hết đã nhiều lần phủ nhận rằng họ đang giúp đỡ Điện Kremlin. Riêng đối với Trung Quốc, Bloomberg nhận xét như sau. Các chuyến hàng từ Trung Quốc sang Nga cũng tăng mạnh khi Bắc Kinh đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc cung cấp cho Moscow. Như vậy có thể thấy sau một năm áp dụng hơn chục ngàn biện pháp trừng phạt, Mỹ và EU đã thất bại và thậm chí còn bị các lệnh trừng phạt quay lại tác động chính họ. Còn nhớ cách đây một năm, tờ Business Insider đã công bố một bản đồ 33 quốc gia, trong đó có 27 quốc gia EU và 6 quốc gia khác bao gồm Albania, Canada, Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland, Vương quốc Anh và Mỹ đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Tổng thống Putin cũng đã đáp trả bằng cách đóng cửa không phận Nga đối với 36 quốc gia. Với lệnh cấm máy bay này, Mỹ-EU hy vọng rằng sẽ hạn chế đáng kể sự di chuyển toàn cầu của các máy bay do Nga sở hữu hoặc thuê, bao gồm cả máy bay của các nhà tài phiệt Nga. Một năm sau, tờ Financial Times và Fortune cuối cùng cũng nhận ra hậu quả của lệnh trừng phạt này. Khi các hãng hàng không châu Âu nói rằng
các hãng hàng không Trung Quốc có được lợi thế không công bằng khi họ được phép bay qua không phận của Nga. Yahoo trích dẫn như sau: kể từ khi Nga xâm lược Ukraine một năm trước, các hãng hàng không từ châu Âu, Canada và Bắc Mỹ đã đi vòng quanh đất nước, thực hiện các đường vòng dài để tránh bay trong không phận của nước này. Giờ đây, các CEO lo lắng rằng những dặm bay thêm đó sẽ đặt họ vào thế bất lợi đối với các hãng hàng không châu Á vẫn sử dụng Nga cho các chuyến bay đường dài của họ. Ben Smith, giám đốc điều hành của Air France KLM, nói với Financial Times rằng nếu bạn có một hãng hàng không Trung Quốc bay qua Nga, thì họ có lợi thế không công bằng so với chúng tôi. Smith phàn nàn rằng việc bỏ qua không phận Nga đã làm tăng thêm 3 giờ bay cho một chiếc máy bay đi từ Paris đến Seoul. Do đó, các hãng hàng không châu Âu, Canada và Mỹ buộc phải bay qua các tuyến khác nhau để tránh Nga. Các chuyến bay dài hơn đốt cháy nhiều nhiên liệu hơn, nghĩa là chi phí và lượng khí thải cao hơn. Các chuyến bay dài hơn cũng có thể làm tăng lịch trình bay chặt chẽ cũng như vi phạm giới hạn về giờ làm việc của phi hành đoàn. Tuy nhiên, các hãng hàng không từ một số quốc gia không thuộc phương Tây, bao gồm cả Trung Quốc, vẫn tiếp tục bay qua không phận của Nga, cho phép họ cung cấp các chuyến bay nhanh hơn và rẻ hơn tới các điểm đến châu Âu và Bắc Mỹ. Liên minh châu Âu cho biết họ bất lực trong việc giải quyết sự khác biệt. Các đường bay vòng đã buộc các hãng hàng không EU phải tạm dừng, thậm chí hủy bỏ vĩnh viễn các đường bay. Năm ngoái, Virgin Atlantic đổ lỗi cho việc đóng cửa không phận của Nga dẫn đến quyết định đóng cửa hoạt động tại Hồng Kông. Đây là những đường bay mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho hãng hàng không Finnair trước khi Phần Lan xử phạt hãng hàng không quốc gia của họ nếu bay qua không phận của Nga. Điều này có thể dự đoán dễ dàng viễn cảnh u ám cho chính các hãng hàng không châu Âu và các chính phủ ban hành lệnh cấm mà hãng hàng không Finnair là một ví dụ. Lưu ý là chính phủ Phần Lan sở hữu phần lớn cổ phiếu của Finnair và giờ đây đang trở thành một kẻ thua cuộc lớn. Cổ phiếu của hãng hàng không Finnair đã giảm liên tục trong suốt một năm qua, khi bất kỳ ai nắm giữ cổ phiếu Finnair OYC trong 5 năm sẽ phải điều trị vết thương ẩn dụ vì giá cổ phiếu đã giảm 95% trong thời gian đó. Và giá cổ phiếu tiếp tục giảm trong tuần qua, giảm 6,4%. Lý do là bởi Finnair OYC không có lãi trong 12 tháng qua với mức giảm 22% doanh thu. Đây là đường bay hiện tại của hãng hàng không British Airways từ London đến Hồng Kông. Lộ trình ngoằn ngoèo này là do lệnh cấm bay qua không phận của Nga và chính phủ Anh đối với hãng hàng không của họ. Và đây là tuyến đường lý tưởng giữa London và Hồng Kông trước khi chính phủ Anh ban hành lệnh trừng phạt đối với các hãng hàng không của Nga. Điều thú vị là các hãng hàng không phương Tây lại than vãn rằng thời điểm này họ đang phải trả chi phí cao hơn và các chuyến bay dài hơn là hoàn toàn không công bằng cho họ, khi các hãng hàng không của Trung Quốc vẫn được phép bay qua Nga. Vậy ai đã ban lại sự không công bằng này? Là Putin hay do các lãnh đạo của EU? Không chỉ vậy, châu Âu cũng đang chứng kiến làn sóng phá sản trên khắp châu lục tăng vọt khi các vụ vỡ nợ được báo cáo ở Bỉ và Pháp lần lượt tăng 44% và 50%. Số vụ phá sản trên khắp Liên minh châu Âu đã tăng lên mức kỷ lục trong quý 4 năm ngoái do hóa đơn năng lượng tăng vọt và lạm phát cao dẫn đến hàng ngàn doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Tỷ lệ phá sản gia tăng trong tất cả các lĩnh vực, nhưng các công ty trong ngành vận tải và kho bãi cũng như lĩnh vực dịch vụ, lưu trú và ăn uống hoạt động đặc biệt kém, với số đơn xin phá sản tăng lần lượt là 72,2% và 39,4%. Vậy lỗi là do ai? Do Putin hay do giới lãnh đạo của EU? Câu trả lời dường như không quá khó. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tin 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.